Mới đây, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 1 thành phố Hồ Chí Minh vừa ký văn bản đề nghị Sở Thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm chống ngập cho phép được thực hiện vẽ tranh trang trí trên nắp cống ở địa bàn quận 1. Việc vẽ tranh có thực sự thay đổi được ý thức của người dân hay không? Thì xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự sau đây của chúng tôi. Trong tháng 4 vừa qua, lực lượng thanh niên tình nguyện quận 5 thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đi tiên phong trong việc ra quân trang trí nắp cống. Sau 3 tháng, những nắp cống tại đây vẫn sạch đẹp, không còn xảy ra tình trạng xả rác xuống cống. Trước đây thì nhiều lúc là cũng có xả rác rất nhiều. Sau thời gian mà vẽ nắp cống lên xanh đẹp thì người dân có ý thức là không xả rác nữa. Thì vẽ cống thì hết xả rác rồi, không thấy người dân người ta xả rác cả cống nữa. Sau khi có văn bản đề nghị từ ông Đoàn Ngọc Hải, quận đoàn quận 1 đã tiến hành vẽ các nắp cống. Người dân tỏ ra thích thú khi những nắp cống xù xì nay được khoác áo mới. Mô hình này rất là hay, đánh bự được cái người dân với lại cái vẻ mỹ quan của nó. Mình nói chung là mình thấy cái gì đẹp thì mình không có nỡ để mà làm cho sầm xấu nó đi. Thì đối với những bức tranh này nó đẹp thì đối với bản thân tôi, thì trước tiên là bản thân tôi, thì nếu mà tôi có ăn những cái ly nước hay là sao thì tôi cũng không có đi mà quăng đại vô những cái miệng hố cống như vậy. Theo các chuyên gia, tại nước ngoài, nắp cống là bộ mặt của thành phố, cho nên không chỉ chú trọng vệ sinh mà còn được trang trí thiết kế độc đáo như một tác phẩm nghệ thuật. Vì thế, ý thức người dân cũng được nâng cao. Đó là quan trọng. Thì cái việc mà chúng ta chăm chút cái nắp cống thì nó gửi một cái thông điệp cho người dân trong cộng đồng rằng là đây không có phải là cái nơi đổ rác. Và từ cái ý thức là cái chỗ mà thường thường là nó dơ nhất mà nó được cải thiện đó, thì cái bộ mặt thành phố, cái ý thức đó nó cũng giúp cho cái người dân người ta thay đổi, người ta bắt đầu người ta quan tâm đến cái chuyện mà đảm bảo cái vệ sinh cũng như là mỹ quan cho thành phố. Và ít nhất là nếu mà mọi người dân đều có ý thức mà để rác đúng nơi đó thì thành phố chúng ta có thể sạch đẹp hơn rất là nhiều. Những nắp cống được trang trí góp phần tô điểm cho thành phố đẹp hơn. Bước đầu, nó đã làm thay đổi hành động của nhiều người theo hướng tích cực. Việc giữ gìn vệ sinh đô thị phụ thuộc lớn vào ý thức của mỗi người dân và những bức tranh nơi miệng cống có tác dụng hơn rất nhiều lần so với một chiếc biển cấm xả rác.